cẩn thận. Yên, mẹ nong người cho tôm nhá, để tôm chơi với thằng nha. Rồi, con đi chơi nhá. Lên trên đây nào. Lên trên đây. Lên trên đây. Lên trên đây. Nào, mẹ bế lên nhá. Bế đây nào. Đây, lên trên này. Lên trên này măng nhá. Này ăn măng nhá, ăn quả nhá. Nào. Đây, hai đứa ra đây. Ngon đấy. Ăn từ từ thôi. Nào, mẹ mới mua được cái quạt mới này. Quạt cho hai con mát nhá. Nào. Nhà mình hôm nay mất điện phải quạt quạt tay này thôi. Mát không? Mát không? Hả? Mát không? Thế nữa nào? À ơi. À ơi. Không mỗi Pika thích quạt mát thôi hả? Nào Pika đi ra đây nè. Đi đây. Thank you.